em có hỏi chị Thắm là thế chị đăng cái video nào lên để mà bị chửi thế, chị gửi lại cho em xem. Thì chị Thắm chị có gửi lại cho em Mai xem là cái video mà cái chị phó giám đốc đi lên sân khấu lôi kéo một FC, tức là cái chị FC này cũng là thần tượng bé Hồ Văn Cường và bé Quốc Linh. Nhưng lúc đó là chị ôm bó hoa tiền lên để tặng bé Quốc Linh. Nhưng mà vì bé Quốc Linh bé đang hát dở, bé không thể nào mà đón nhận được cái bó hoa đấy ngay lập tức, thì là bé vẫn tiếp tục hát để phục vụ khán giả. Thì chị ấy đã đứng cạnh bé Quốc Linh. Thì em vào em đọc comment của một số người của nhà mình, em không phản đối nha, tức là em không phản đối, lên đừng có ai lén gạch em Mai. Em không có phản đối bất cứ một comment của ai cả, mà em Mai chỉ nói theo cái ý của em Mai nói thôi. Thì mọi người mới nói, có những cái comment mới nói rằng là phải thông cảm cho cái chị phó giám đốc đấy, bởi vì chị điều hành một cái công ty thì chị rất là áp lực. Và thứ hai nữa là người ta đã nhắc nhở cái chị mang hoa lên rồi thì tại sao lại không xuống, mà để cho người ta phải lôi kéo xuống, thì là cái lỗi đó là của cái chị khán giả mang hoa đến. Vậy thì tại sao mọi người có thể nghĩ tích cực cho cái chị phó giám đốc như vậy, thì tại sao nhà mình cũng không thể nghĩ thoáng và nghĩ tích cực cho cái chị cầm cái bó hoa lên để tặng cho khán giả ạ? Mình phải hiểu rằng khi mình nói bất cứ một ai, mình phải đặt địa vị của họ vào bản thân mình thì mình mới có thể cảm thông được cho họ. Bây giờ hơn 700 FC Hồ Văn Cường, chưa kể những người dân ở đó họ đến, lên đến cả 1.000 người. Trong đó là một cái dãy bàn bên trên là của các cái đại biểu đến dự, rồi mới đến FC, rồi mới đến những người dân họ đến họ xem, tức là rất nhiều người. Mà chị đó, cái thái độ của chị rất chi là lịch sự, chứ chị không có lên chị lố bịch hay chị nhảy, chị quăng chị quýt gì cả. Chỉ là vì chị lên nó lỡ rồi thì người ta đứng đó, người ta quay xuống thì nó cũng tẽn tò, đúng không ạ? Cũng rất xấu hổ. Thì lại cũng có những comment mình bảo là thế tại sao lại không đi vào bên trong cánh gà? Mọi người thử hỏi, khi chúng ta ngồi ở dưới, mình nhìn thấy một tiếng nói của một người xoang xoảng lên như vậy, liệu người ta có thể trấn an được người ta đi vào cánh gà không? Và đi vào cánh, đứng ở đó rồi mà còn bị lôi xuống rồi thì đi vào cánh gà thì còn thế nào, đúng không ạ? Nên là người ta cũng rất là sợ, người ta không cần biết phải như thế nào, thôi thì đành, đã lỡ rồi thì đành đứng ở đấy vậy. Bản thân em Mai đây cũng đã 2 lần, không phải 1 lần, nhìn thấy bé Cường nhà mình ôm rất nhiều hoa. Mọi người cũng ở dưới cũng bảo em Mai là lên đỡ cho bé Cường đi. Và em Mai nhìn cũng rất là thương, muốn chạy khẩn cấp lên để cứu cho idol của mình, để ôm những cái bó hoa đó xuống. Nhưng vì cái sân khấu, để mà chạy đi lên cái sân khấu nó là một cái đoạn đường dài, có khi mình cắt rồi đấy, để đến gần cái cuối bài thì mình lên, nhưng mà cái sân khấu quá dài. Nhưng mà lên đến nơi lỡ rồi, bé Cường đợi mãi không thấy ai đón cho mình, thì bé Cường đã phải tự ôm hoa đi vào trong cánh gà. Thế là tẽn tò rồi, em Mai đâu có dám quay xuống sân khấu nữa đâu. Đành phải muối mặt tiếp tục đi theo sau đít của bé Cường đi vào cánh gà. Chắc chắn là FC nhà mình vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó, đúng không ạ? Anh YouTube của anh Thành Trung đã quay lại cái cảnh đó của em Mai đấy. Nhưng mà bởi vì sao em Mai dám đi vào cánh gà? Là bởi vì khi tất cả FC nhà mình đến cái sân khấu của Bầu Thụy, mọi người có thấy được trân trọng không ạ? Rất là trân trọng, rất là tôn trọng FC của Hồ Văn Cường, thương Hồ Văn Cường như là một người cha chứ không phải là một idol, đúng không ạ? Thương Cường là thương như con, và thương con là thương tất cả những người yêu thương Cường và ủng hộ Cường, thương tất cả FC Cường, mặc dù anh Bầu Thụy là ai. FC Hồ Văn Cường ở bên dưới, anh mãi tận trên cao, mình không với được tới đâu. Người ta là một doanh nhân thành đạt, có tiếng không chỉ trong nước Việt Nam, của tất cả các nước bên nước ngoài. Nhưng tại sao người ta vẫn tôn trọng FC Hồ Văn Cường như vậy, vẫn được trân trọng FC Hồ Văn Cường đến một cái sân khấu hoành tráng lung linh, được check in chụp ảnh một cách thoải mái? Đó cũng là của công ty của anh Bầu Thụy mà, có phải là show của bé Hồ Văn Cường đâu, có phải show của anh Ngọc Sơn đâu, có phải của một bầu nào đó tổ chức ra đâu nhá. Nhưng em Mai không so sánh, bởi vì bản thân em Mai cũng không làm được gì cho bé Hồ Văn Cường. Bản thân em Mai cũng không làm được như cái công ty VP8 đó.
Nên em Mai không có ý kiến gì để mà so sánh. Nhưng ý của em Mai chỉ đang muốn nói rằng người ta tổ chức ra một cái sự kiện như vậy thì làm sao? Thì phải có người đến xem, phải có người đến để cổ vũ ủng hộ. Vậy thì khi những cái nhà tổ chức để tổ chức ra một cái show diễn đó là đã phải định hình trong đầu mình tất cả những cái sự việc đó sẽ diễn ra, đúng không ạ? Còn tất nhiên xảy ra khi mà mình làm ra một cái chương trình gì đó, không thể nào là 10 được 10. Có thể 10 nhưng mà mình chỉ đạt được đến 6 đến 7 thôi. Nhưng mà có những cái lỗi mình có thể bỏ qua được, đúng không ạ? Mình có thể ngồi dầm mưa dãi nắng. Đấy là mình thương idol mình, không ai ép mình. Mình thương idol mình có thể dầm mưa 3-4 tiếng không kêu. Có thể là 8 giờ diễn nhưng 9 giờ diễn hay 10 giờ diễn thì cũng là mình tình nguyện đến, thì cũng không ai kêu cái vấn đề đó. Nhưng cái quan trọng nó là cái tình người. Và cái quan trọng là, và em Mai cũng nói luôn này, có những cái comment nói rằng là thông cảm cho chị phó giám đốc, bởi vì là chị ấy nhiều công việc quá, chị điều hành hàng bao nhiêu người, nên là chị rất chi là áp lực. Vậy thì để em Mai nói tiếp. Đúng, em công nhận làm ở cái cương vị của chị rất chi là áp lực. Bản thân những người đi bán hàng rong, người ta cũng kiếm từng đồng cũng rất là áp lực. Người nào cũng có một cái áp lực riêng. Nhưng chính vì cái áp lực riêng mà chị ấy đã tổ chức ra cái show diễn để làm gì cả nhà? Để chúng ta được giải tỏa. Đến đó là để chúng ta được hưởng thụ âm nhạc, để giải tỏa đi hết tất cả mọi buồn phiền hàng ngày mà chúng ta phải đi buôn bán chật vật, kiếm từng đồng tiền, đúng không ạ? Nói sai thì cả nhà ném gạch, em Mai cũng nhận. Nhưng đấy là theo ý của em Mai nói thôi. Bởi vì chúng ta áp lực mà. Áp lực thì chúng ta mới phải đến đó để giải tỏa tâm lý, để hưởng thụ một cái âm nhạc, để nghe bé Cường hát một cách trọn vẹn. Vì ta đã chót thương một người Dương, là chàng ca sĩ sinh viên năm 2 của một trường đại học. Cảm giác mong chờ được nhìn thấy con hòa mình vào dòng sinh viên nhập học cứ ùa về trong ta. Và hôm nay ta đã vui sướng đến nghẹn ngào trong tim khi nhìn thấy hình con chụp với các bạn sinh viên cùng khóa. Con đấy ư, chàng trai quốc dân với đôi mắt vui cười, với ngón tay thả tim và thần thái khỏe mạnh đã làm tim ta tan chảy. Hình ảnh này của con đã gieo vào lòng ta sự an yên hơn bao giờ hết, bởi giờ đây con đã hòa mình với các bạn, vui sống đúng tuổi trẻ của con rồi. Ta đã cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này với các bà, các cô, các mẹ, các anh em trên nhóm FC Xanh Đọt Chuối và thấy ai cũng cùng cảm giác như ta. Hồ Văn Cường ơi, con là ai mà tình yêu thương con lan tỏa đến từng ngóc ngách tâm hồn chúng ta và tạo lên một sự đồng điệu đến kỳ lạ vậy?